cho xem một ngôi nhà với một cái mẫu thiết kế rất là đẹp. Đây là lối vào đây. Đây là phòng khách. Tổng diện tích bao nhiêu anh? Cái này là phủ bì là 80. Cả phòng ngủ đúng không? Thì bây giờ mình chỉ làm thu lại cái nhà của anh, thì khả năng cái kính thế này. Kính này là khó nhất làm ô thoáng. Đấy, đây là phòng khách nhé, trải tiếp khách. Còn đây là phòng ngủ một này. Đấy, phòng ngủ một cũng ô thoáng, làm vách kính. Đây phòng ngủ hai thì gồm này. Nhà vệ sinh này. Phòng ngủ là nhà vệ sinh đây. Phòng này nghe bên nhà vệ sinh nghe rộng nhỉ? Nhà vệ sinh phải 8 mét. Ôi, rộng quá nhỉ? Phải 8 mét hay 4 này nhân với ở mét rưỡi. Phòng này rộng. Chắc nó phải 6 7 mét thôi. 1 2 3 4 5. Mét 8 thì nó phải 12 mét thôi. 2 mét nhân 4 mét là 8 mét đấy. Ôi giời. Cái này nó đủ sinh hoạt mà mai sau người già thì rất là tiện, gia đình vợ chồng cũng tiện. Đấy, thoáng chưa? Đấy thì bếp anh lại làm ở dưới này, ngăn cách có một cái khe như thế này. Khe này là không bị mùi. Khe này anh làm qua 60-80, chỗ này anh lại có một cái ô kính. Thế là đi xuống đây để mâm ở đây luôn. Đấy, lối này là lối đi ra này. Đấy, trên này đổ trần phẳng luôn. Đấy, đó là nơi hút gió. Đúng rồi. Từ bếp đưa chỗ này gió đối lưu rất hay nhé. Tức là nếu mà có mùi thì đến đây bị cắt, không lên phòng nữa. Mới cả từ bếp đưa lên đây nó tiện. Vâng. Em thấy là mùi cứ ra đầy cái bị gió. Ít người thì ăn ở đây, nhiều người lên trên này ăn. Đấy thì gió. Cái gió nó thổi phát, thế là nó cắt cái mùi, nó không lên nhà được. Đây cũng là một cái khoa quá. Vâng, đấy. Đây là dàn bếp này. Nó đơn giản đấy nhưng mà nó hiệu quả, tính năng sử dụng nó cao. Đấy, phòng bếp của anh đây. Bên ngoài này thì anh có khoảng hai cái nhà vệ sinh, một tắm, một... Không, hai tắm như nhau. Hai tắm cho sinh hoạt chung. Đây, đây là chỗ rửa ngoài đây. Có khách, có khứa, các thứ sinh hoạt chung hai phòng nhưng không phải chờ nhau. Nó phải hai phòng mới đủ. Đây rồi. Ở ngoài này thì anh vẫn để khoảng chừa khoảng gần 1 mét, mét đất. Thoáng. Mai sau mà cứ trồng chậu viết trên tường, trồng một loạt cây gia vị vào đấy. Thích hoa thì trồng hoa, thích gia vị thì trồng gia vị. Rồi đấy. Đủ cái tiêu chí. Không bao giờ phải lo cái mùi hôi vào trong nhà, mùi thức ăn. Vách kính, nói chung là đầu tư cái vách kính này là to tiền đấy này. Cái này cái kính xịn, hai lớp, mẹ 2 triệu 7 một mét ngày đấy. Đấy. Kính kính hai lớp chống ồn. Bình thường ra thì cứ kính hơn triệu là được rồi. Nếu có chỗ nào có diện tích thì... Lòng phòng khách là diện tích cái phòng này bao nhiêu? Nó rơi vào khoảng gần 40 mét. Gần 40 mét. Đây là em này, ngày 80 này. Thằng này dài bao nhiêu? Anh thì đếm ngay. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên là 4 mét này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viên là 88. 88. 11 viên. Ở trong lòng là 88. Ngày 80 mà. Vâng. 8m8 34m 9, 4, 36 36m. Làm như thế này thì quá ok luôn. Quan trọng là do cái sử dụng ấy. Đấy thì ở ngoài này anh thiết kế một cái thang ngoài.
ngoài đổ chân, những cái đổ trần đấy. Đấy, hệ thống máy lọc ở đây, bếp ở kia. Nhà chú em thì nếu mà làm thế này thì nữ chọn đúng địa phương này xem nào. Chiều ngang được mấy mét? Chiều ngang của nó là 16 mét. 16 mét thì làm càng đẹp. 16 với 12, một chiều 62. Nhưng ý của em là sẽ không làm ý của em là sẽ không làm hết đất. Thì đấy cái làm hở chỗ này là. Bởi vì thế này, muốn dự phòng của nó để sau này nó có điều kiện nó có thể làm nới thêm hoặc là cái chỗ dư còn lại bán lại hay bán đại loại như thế. Như là... tức là mặt tiền là tổng 12 mét, anh mình hình chưa, mặt tiền 12 mét thì làm 6 thì đấy thì phải... nó chỉ làm nhà ống thôi, thế còn để dư lại một khoảng sân thì mai sau mình có điều kiện thì mình làm sân chơi, còn không có điều kiện thì mình chuyển đổi. Của em chỉ còn cách đây thôi, không có cách gì đâu. Nhà 16 mét là phải phòng dọc. Đi dọc. Hãy đổ trần. Thế là cái bếp để cuối cùng, cái bếp để giữa cầu thang là một vấn đề. Nên anh bảo em là phải tìm ông thầy kia để mà lo cái chuyện đó, là để được từ cuối hay để, hay là để bên tay trái, để bên tay phải, là để vì cái nhà ống làm rất khó. Đấy, nhiều khi để ở dưới đây không được, để ở giữa thì lại được. À. Tức là nhà ống em cứ hình dung nó dài như thế này nhá. Thì xây